Quy hoạch đất xã Độc Lập, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trên kênh livestream của tôi có bạn tên là một bạn đang giấu tên, vâng, đang hỏi về câu này. Giờ mình xin phép sẽ chia sẻ về xã Độc Lập để xem là trong tương lai sẽ có những gì tuyệt vời trong tương lai nhá. Hy vọng sẽ cung cấp cho bạn được những điều hữu ích. Rồi, xin mời các bạn. Trước mặt chúng ta đang là quy hoạch đất tỉnh Thái Bình từ nay đến năm 2030, tầm nhìn 2050. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đi về với Độc Lập nhá. Độc Lập là phía bắc của Hồng Minh. Bên kia cầu Tịnh Xuyên đó chính là Độc Lập đây rồi. Độc Lập mình nhìn lên một xã khá là nhỏ, là biên giới nằm với bên kia chính là Hà Nam. Hà Nam. Đây, đây chính là Độc Lập của hiện tại em nhé. Trước mặt chúng ta đang là xã Độc Lập của hiện tại đây. Để mình sẽ zoom, cố gắng zoom to hết cỡ để anh em có thể nhìn thấy nó rõ đây. Đây chính là xã Độc Lập của hiện tại nhé. Bùi Trường Trinh, xin chào Bùi Trường Trinh nhé. Và đây chính là xã Độc Lập của tương lai. Thì về đường xá thì tôi nhìn đây vẫn cũng chưa có đường xá gì được làm mới lên. Ở đây sẽ có một số điều đáng chú ý là sẽ có hai khu vực đất được chuyển đổi thành đất ở. Đấy. Một khu vực đất được chuyển đổi thành đất khu di tích và một khu đất nhỏ được chuyển đổi thành đất thương mại dịch vụ. Này, và tôi sẽ đi vào chi tiết anh em nhé. Tôi sẽ xin đi vào chi tiết luôn. Còn bên dưới là Hồng Minh rồi. Hồng Minh rồi, ok. Cái đầu tiên tôi sẽ đi vào khu vực di tích này. Khu tưởng niệm Lê Quý Đôn. À, đây. Đây, chỗ này đất khu tưởng niệm cụ Lê Quý Đôn này. À, nhà bác học Lê Quý Đôn. Đây, thấy bên tay trái hiện tại đang là đất lúa này. Đây, đất lúa này. Bên dưới của khu tưởng niệm hiện tại đất lúa và sau này nó sẽ chuyển thành đất di tích luôn. Đất di tích là chính là một làm trong khu di tích, đúng hình như kiểu là lầu Long Góc nhỉ. Đây, khu di tích tưởng niệm cụ Lê Quý Đôn giống như kiểu là biểu tượng lầu Long Góc. Anh em nhìn thấy mà, nếu mà anh em nhìn thấy đúng giống như kiểu biểu tượng lầu Long Góc thì anh em comment lại phím 2 hộ tôi cái nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Rồi, và đây chúng ta thấy là bên phía dưới khu tưởng niệm đó chính là một khu vực đây. Cơ khí duy chiến này, và nó đánh dấu đây là sau này sẽ chuyển đổi thành đất thương mại dịch vụ. Nghĩa là sao? Nghĩa sau này tôi nghĩ là nó sẽ dựng các cái điểm bán hàng hay là các cái trung tâm thương mại, khu vực chợ ở đây thôi, chợ ở đây. Và mình nghĩ nó có thể là một khu vực gì đó để phục vụ cho khu tưởng niệm Lê Quý Đôn này, giống như kiểu chúng thấy là ở một số khu vực như đền A Sào hay đền Lỗ Giang ở dưới Hồng Minh này, và các khu vực khác, các khu vực đền thường thường sẽ là xây dựng một số cái điểm để quán bán hàng đấy, với khu gửi xe vân vân. Và chúng ta lên một chút xíu nữa phía trên của khu vực bưu điện xã Độc Lập này. Đây, khu vực đường tỉnh 452 này. Chúng thấy sẽ có một khu vực đất khá là lớn ở đây, sẽ được chuyển đổi thành đất ở này. Đấy, sẽ chuyển đổi thành đất ở. Các bạn Độc Lập đây còn xem được thì comment phía 1 giúp mình nhé. Đây, phía trên của khu bưu điện nhé. Một khoảnh đất ở phía nam, phía dưới của con đường đỉnh tỉnh 452 này. Và tiếp theo ở đối diện của trường trung học Lê Quý Đôn cũng sẽ có một khu vực đất. Hiện tại nó đang là đất gì đây? Hiện tại đang là đất di tích gì đó đây. Và nó sẽ chuyển đổi thành đất ở khu này nhé. Một khoảnh nhỏ được chuyển đổi thành khu đất ở. DTT là đất gì đây? DTT đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao. Có thể hiện tại bây giờ đang làm một cái sân vận động thì phải. Hiện tại nó đang là sân vận động. À đúng rồi, như mình nhìn đây là sân vận động thật, chuẩn luôn. Đang là đất thể dục thể thao. Và sau này nó chuyển đổi thành đất ở này. Ok. Đằng sau trường này. Và đằng sau khu vực các trường học này nhé. Đằng sau trường học này sau này sẽ chuyển đổi thành mở rộng trường ra nhé. Mở rộng ra đến tít đằng sau này. Đấy. Và sân vận động nó sẽ chuyển về đằng sau khu ủy ban xã này. Và đằng sau khu vực trường học kia nó sẽ chuyển đổi thành đất được mở rộng ra. Trường sẽ mở rộng về sau và trạm y tế cũng sẽ mở rộng ra phía sau. Đó. Rồi tiếp theo bên khu vực miếu Lộc Thọ này. Khu vực miếu Lộc Thọ thì đối diện khu vực miếu Lộc Thọ sẽ gì đây? Đất di tích nhé. Đấy, khu vực miếu Lộc Thọ này sẽ chuyển đổi thành phía đối diện đó. Chuyển đổi thành đất di tích. Bên cạnh và đằng sau nhé. Đây, bên cạnh và đằng sau sẽ chuyển đổi thành đất di tích khu này. Đấy, thì trên đây là một số cái điều đáng chú ý tại tại xã Độc Lập nhé. Hết rồi. Đấy, toàn bộ Độc Lập là như vậy. Thì hy vọng đã cung cấp cho bạn là một số cái điều đáng chú ý, bạn là user nhé. Hy vọng đã cung cấp cho bạn được một số thông tin hữu ích. Chúc cho bạn và gia đình luôn mạnh khỏe và thành công. Chúc cho bà con Độc Lập Hưng Hà sẽ luôn giàu đẹp và thịnh vượng nhé. Nếu bạn thấy ý nghĩa thì đừng ngại cho mình xin một like, một đăng ký kênh và có thể chia sẻ cái livestream cái video này đến để nhiều bà con Độc Lập có thể xem được hơn, để đưa ra được những cái được, thứ nhất là nắm được các thông tin quanh tại xã mình, tại địa phương. Thứ hai, nếu bà con đang muốn đầu tư thì đây cũng là một trong những thông tin có thể là hữu ích để biết bà con mua được khu đất ở đẹp nhé. Cảm ơn bạn và chúc bạn và tất cả các bạn sẽ luôn đầu tư bất động sản thành công. Xin chào.